Chào các bạn đã quay trở lại với góc nhìn pháp lý cùng Thiên Phúc Lo. Như thường lệ, trước khi bước vào nội dung chính ngày hôm nay thì mình có một thông tin cực kỳ quan trọng muốn chia sẻ đối với tất cả mọi người. Đó là mọi người hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ bước vào nội dung chính ngày hôm nay. Không để mọi người chờ lâu nữa, ngay bây giờ Phúc sẽ bật mí cho mọi người cái chủ đề mà Phúc sẽ chia sẻ với mọi người dưới góc độ pháp lý liên quan đến một cái vụ, đó là vụ việc làm từ thiện của ca sĩ Thủy Tiên. Thì trong cái thiên tai lũ lụt vừa qua thì đồng bào miền Trung đã chịu ảnh hưởng rất là nặng nề, và cả nước chúng ta hầu như đều hướng về miền Trung. Có rất là nhiều cái tổ chức cá nhân đã đứng lên thiện nguyện, góp tiền, góp sức, góp của, góp công, thậm chí là góp thức ăn, quần áo để ủng hộ cho miền Trung vượt qua được cái trận lũ vừa rồi. Thì trong đó phải kể đến một nữ ca sĩ, đó là ca sĩ Thủy Tiên. Cô là một trong những người đã có những cái đóng góp thiện nguyện từ rất lâu rồi, trong rất là nhiều cái chuyến thiện nguyện ở các tỉnh Đông Nam Bộ, miền Tây, rồi thậm chí là miền Trung, đồng bào cả nước nữa. Thì trong cái trận lũ lụt vừa qua thì Thủy Tiên cũng góp một phần không nhỏ trong việc cứu trợ lũ lụt đối với đồng bào miền Trung. Cô đã đăng một cái status lên trên mạng xã hội kêu gọi là sẽ ra miền Trung và mở tài khoản để cho mọi người có thể gửi tiền vào trong đó, gửi gắm qua Thủy Tiên, và Thủy Tiên sẽ là người trực tiếp trao cái phần tiền đó cho những người mà bị thiệt hại do lũ lụt. Sau khi mà về đợt đầu tiên, Thủy Tiên công bố số tiền đã lên đến khoảng 150 tỷ đồng và dấn thân mình vào trong những cái cơn lũ lụt để ủng hộ và cứu trợ cho đồng bào. Thì ở trên mạng xã hội đã nảy sinh hai luồng ý kiến. Một luồng ý kiến là bảo vệ, một luồng ý kiến do các anti Thủy Tiên và một số bộ phận khác đã lên tố cáo, yêu cầu Thủy Tiên phải công khai minh bạch tài chính. Thì trong đó các bạn mà anti Thủy Tiên đã lập ra một cái hội group có tên là Lũ Hậu, trong đó sẽ thường xuyên đăng tải những cái bài viết anti về hành động của Thủy Tiên, mà cụ thể là về việc sao kê minh bạch cái tài khoản hơn 150 tỷ đồng của Thủy Tiên nè. Rồi từ cái việc đó mà lại tiếp tục kéo theo những cái sự việc khác, như là sự việc liên quan đến một ông bác trưởng thôn ở Ngoại Cường. Rồi tiếp theo đó là hàng loạt những cái vụ nhỏ nhỏ khác là do các bạn anti đã vạch lá tìm sâu ra để mà bắt đầu viết bài. Và bên cạnh đó thì cũng có một số bộ phận bạn đã tấn công các nhãn hàng của Thủy Tiên. Phú sẽ bàn những cái vấn đề này đặt dưới khuôn khổ của pháp luật. Do đó nếu như những bạn anti fan nào mà nghe xong video clip này mà các bạn cảm thấy nó không có đúng theo ý của bạn á, thì các bạn vui lòng tra cứu pháp luật trước rồi hãy quay trở lại đây, chúng ta sẽ bàn luận tiếp. Vấn đề đầu tiên thì Phúc cần phải làm rõ là vấn đề việc Thủy Tiên nhận tiền quyên góp từ các mạnh thường quân như thế này ha các bạn. Số tiền 150 tỷ đồng hay là 178 tỷ đồng, 79 tỷ đồng gì đó đến thời điểm hiện tại là một số tiền quá lớn. Số tiền này không phải là do Thủy Tiên bỏ ra mà còn là do các mạnh thường quân đã đóng góp chuyển vào tài khoản của Thủy Tiên, cho nên số tiền này nó mới lớn dần lớn như vậy. Thì về mối quan hệ giữa Thủy Tiên và những mạnh thường quân thì các bạn phải hiểu rằng là Thủy Tiên đang đóng vai trò là nhận ủy thác. Thủy Tiên là một cái người đứng ra nhận ủy thác số tiền từ những mạnh thường quân để chuyển cho đồng bào miền Trung, và theo như cái sự ủy thác của những mạnh thường quân này chuyển tiền cho Thủy Tiên á, thì không hề chỉ định rõ rằng là Thủy Tiên phải chuyển cho ông A, ông B, ông C ở miền Trung, không hề có, mà hoàn toàn những mạnh thường quân đều đặt một cái niềm tin, sự tin tưởng vào Thủy Tiên là chuyển tiền cho Thủy Tiên để Thủy Tiên sẽ là cái người quyết định trao những cái số tiền đó cho ai, cho những người nào bị ảnh hưởng. Và thực tế thì Thủy Tiên cũng đã có những cái đợt đi tận ra miền Trung giữa tâm bão lũ lụt và lội nước để mà trao những cái phần quà cứu trợ miền Trung. Rất là nhiều bạn nói là tại sao cái thời điểm đó Thủy Tiên lại trao mì gói, sữa, bánh mì hay là vào một cái khoản tiền nhỏ. Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi đó của các bạn thì mình muốn các bạn phải hiểu rằng theo quy định của luật phòng chống thiên tai thì việc cứu trợ nó được chia làm 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là cấp độ khẩn cấp nè, cấp độ thứ hai là trung hạn nè, cấp độ thứ ba là dài hạn. Như vậy, ở cái đợt đầu tiên khi mà Thủy Tiên xuất hiện tại miền Trung thì Thủy Tiên đang làm cái công tác là cứu trợ khẩn cấp. Lý do tại sao Phúc nói đây là cứu trợ khẩn cấp, bởi vì các bạn phải hiểu là giữa tâm bão lũ lụt như vậy, mực nước nó dâng lên tới tận họng rồi, người dân đang phải chống chịu rất là nhiều cái thiên tai lũ lụt ngay tại thời điểm đó. Và hầu như cái sức sinh tồn của những người dân miền Trung khi mà cái mực nước nó dâng cao lên tới khoảng tên tới cổ, không còn cái lối thoát nữa, thì việc cứu trợ khẩn cấp giống như là một cái phao tinh thần vậy bạn. Đó là một cái phao tinh thần để giúp cho những cái người dân mà được Thủy Tiên hỗ trợ giúp đỡ, nó vực dậy lên tinh thần, vực dậy lên cái ý chí sinh tồn để tiếp tục chiến đấu với cơn lũ lụt vừa qua. Tôi đánh giá đây là một cái hành động rất là tốt, rất là ý nghĩa và rất là nhân văn, bởi vì chính cái hành động này nó đã tiếp sức lên cho rất là nhiều người dân ở miền Trung để người ta có một cái động lực mà người ta chiến đấu. Rồi ngay sau đó thì mới tới là cứu trợ trung hạn, là cứu trợ về mặt lương thực, thực phẩm và số tiền để mà người ta khắc phục lại những cái thiệt hại trong quá trình mà bị ảnh hưởng của lũ lụt. Rồi tiếp đến là mới là cứu trợ về mặt dài hạn,
cứu trợ mặt dài hạn là người ta đã bắt đầu là xây dựng những cái nhà chống lũ hoặc là sửa lại cầu đường xá vân vân. Đó là ba cái cấp độ để mà cứu trợ, và công việc của Thủy Tiên hiện tại nó đã xong ở cấp độ trung hạn rồi. Bây giờ là Thủy Tiên đang bước vào cái giai đoạn là cứu trợ dài hạn. Nhưng mà sự việc nảy sinh là một số bộ phận các bạn anti fan nói rằng là Thủy Tiên không minh bạch, không công khai trong cái câu chuyện tài chính. Thì Phúc có một cái câu hỏi là có bao nhiêu người đã thực sự chuyển khoản vào bên trong tài khoản của Thủy Tiên? Điều gì minh chứng? Số tiền là bao nhiêu? Và các bạn có chỉ định là Thủy Tiên phải trao cho người nào hay không? Và khi các bạn chỉ định thì Thủy Tiên có đồng ý nhận khoản đó của các bạn hay không? Cần phải làm rõ, đúng không? Thí dụ như Phúc đi, Phúc cũng có chuyển một cái khoản tiền cho Thủy Tiên, nhưng mà số tiền nó rất là nhỏ. Và Phúc cũng không chỉ định là Thủy Tiên phải trao cho ai. Việc mà Thủy Tiên trao cho ai là toàn quyền Thủy Tiên quyết định. Bởi vì Thủy Tiên là cái người mà cọ sát trực tiếp với người dân ở địa phương, ở miền Trung. Còn chúng ta chỉ là những mạnh thường quân ở nhà và nhờ công lao của Thủy Tiên để mà Thủy Tiên đi chuyển giùm thôi. Vậy thì trong số tất cả những người anti fan Thủy Tiên yêu cầu Thủy Tiên phải công khai minh bạch tài chính, thì họ phải chứng minh được cái quyền là họ có cái quyền được yêu cầu. Nhưng mà các bạn nha, giả sử như một trong các bạn yêu cầu Thủy Tiên công khai về chuyện mà số tiền từ thiện, thì các bạn chỉ được yêu cầu Thủy Tiên công khai trên số tiền của các bạn thôi. Ví dụ như tôi chuyển Thủy Tiên là 300.000, 400.000, 500.000 hoặc thậm chí là 1 triệu ví dụ vậy đi, thì tôi chỉ được quyền yêu cầu Thủy Tiên là công khai cho tôi biết là số tiền tôi chuyển cho cô đã đem đến ở chỗ nào và trao cho người nào. Và sau đó Thủy Tiên có trách nhiệm là phải giải thích cho tôi là đã trao cho người nào, bao nhiêu số tiền của tôi đã được tận dụng vào mục đích gì, đúng mục đích là cứu trợ miền Trung hay không. Và nếu như mà tôi không đồng ý đối với cái phần đó thì tôi hoàn toàn có thể khiếu nại hoặc thậm chí kiện Thủy Tiên cũng được. Nhưng các bạn có dám làm điều đó không? Bởi vì trước khi các bạn làm điều đó thì các bạn phải chứng minh rằng các bạn có cái quyền đó đã. Và giả sử như một cá nhân chuyển tiền cho Thủy Tiên cũng không có quyền yêu cầu Thủy Tiên phải công khai hết toàn bộ số tiền là 178 tỷ đồng hơn. Không có quyền đó, trừ khi tất cả những mạnh thường quân chuyển tiền cho Thủy Tiên đều yêu cầu Thủy Tiên phải công khai số tiền đó là sử dụng vào mục đích gì, tiêu như thế nào, chi như thế nào, hợp lý, liệt kê ra thì ok, không thành vấn đề. Đúng không các bạn? Rõ ràng, không thể nào có cái trường hợp mà các bạn chỉ chuyển 100 ngàn mà các bạn yêu cầu Thủy Tiên phải công khai hết 178 tỷ đồng cho các bạn hiểu. Cái điều đó là hết sức vô lý và pháp luật không hề có quy định nào cho phép các bạn được quyền đó cả. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thì bản thân Thủy Tiên cũng phải là cái người chủ động để mà có những cái sao kê hoặc là công khai số tiền đó một cách minh bạch để cho người ta, để cho những cái người mà chuyển khoản cho Thủy Tiên á, người ta cũng nắm được cái tình hình là số tiền đã sử dụng như thế nào và còn lại bao nhiêu, và số tiền còn lại nó có đủ để cứu trợ cho các đợt tiếp theo hay không. Đó, thì ngay tại thời điểm đó thì chúng ta nhớ đến một cái nghị định là nghị định 64 năm 2018. Thì cái nghị định này nó có quy định rằng là chỉ có những cái tổ chức cơ quan nhà nước gì đó thì nó mới có được quyền là nhận tiền cứu trợ, còn những cá nhân như Thủy Tiên hay là những cái người khác như em, giống như là MC Phan Anh trước đây thì không được quyền nhận cái tiền cứu trợ từ các đồng bào. Nhưng bản thân Phúc nói rằng cái nghị định này nó đã quá lỗi thời rồi và nó đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại nữa. Và bên cạnh đó, cái phạm vi, cái đối tượng điều chỉnh của nghị định này nó không bao gồm những cá nhân như Thủy Tiên. Bởi vì cái việc Thủy Tiên đang làm đó là nhận sự ủy thác theo quy định của Bộ Luật Dân sự chứ không phải là theo cái nghị định này. Và giữa Bộ Luật Dân sự và giữa cái nghị định này thì theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật á, thì giá trị pháp lý của cái Bộ Luật Dân sự nó có giá trị cao hơn so với cái nghị định 64 năm 2018. Do đó nghị định 64 năm 2018 là nó không được áp dụng và nó không thể áp dụng trong cái trường hợp này, và bởi vì nó đã có những cái điểm rất là lỗi thời rồi. Và thực tế là chính phủ cũng đã có những cái thông báo nhất định là yêu cầu sửa đổi cái nghị định này để cho phù hợp với thời điểm hiện tại. Đây là một điều cực kỳ đáng hoan nghênh. Tiếp theo là vấn đề số 2. Sau khi mà Thủy Tiên công khai cái số tiền đó bằng một tờ giấy A4 liệt kê hàng loạt những cái khoản thu chi, bên cạnh đó là những cái giấy mà xác nhận của những cái địa phương, thì rất là nhiều người đã nhảy vào soi mói là ngày tháng các kiểu, soi mói những cái giấy tờ đó nó có đúng thể thức văn bản hay không. Nếu như các bạn là một mạnh thường quân chân chính thì điều các bạn quan tâm là số tiền của các bạn có đến tận tay người dân hay không. Và không cần phải chứng minh đâu các bạn, qua các live stream của Thủy Tiên thôi các bạn cũng có thể thấy là số hộ dân là bao nhiêu người, số tiền mà Thủy Tiên trao cho mỗi người là bao nhiêu. Rồi bên cạnh đó là có những cái khoản tiền mà Thủy Tiên trao hơn, thậm chí là cho hơn 200 triệu cho một cái bác nào đó để mà trả nợ. Thì nhiều người bảo đây là một cái hành động cảm tính. Đúng, đây là một cái hành động cảm tính của Thủy Tiên thật. Nhưng được không các bạn, được phép không? Được phép chứ. Đây là một việc thiện nguyện có ý nghĩa và Thủy Tiên không hề có vụ lợi về số tiền bạc mà Mạnh Thường Quân đã gửi.
Thì do đó là những cái bạn mà gọi là yêu cầu Thủy Tiên phải công khai đúng chuẩn kế toán là đúng như thế nào, trong khi Thủy Tiên chỉ là một cá nhân bình thường, cô ấy không hề biết đến cái câu chuyện là kế toán nó phải hoạch toán như thế nào. Bây giờ các bạn ép Thủy Tiên là phải liệt kê sao kê đúng như kế toán, tức là phải phát sinh thêm cái chuyện là phải thuê một cái bạn làm kế toán vào để mà lập ra cái sổ thu chi. Rồi bên cạnh đó, nếu mà các bạn không tin tưởng là phải kéo thêm một cái đơn vị kiểm toán vào để kiểm kê số tiền mà Thủy Tiên thu chi. Vậy thì số tiền để thuê những cái người đó, ai sẽ là người trả? Bạn Thủy Tiên hay một người nào đó bí ẩn? Ai có thể trả lời câu hỏi đó cho Phúc? Và các bạn lưu ý một cái trường hợp là Thủy Tiên là một cái người nổi tiếng. Bây giờ việc cô ấy công khai một cái số tiền lớn như vậy, rồi sau đó lại minh bạch bằng cái việc là cung cấp những cái tài liệu đăng trên mạng xã hội như vậy, kéo theo rất là nhiều rủi ro, đúng không các bạn? Nếu như thật sự là cô Thủy Tiên này á, cổ có ăn chặn một cái đồng nào đó, thì cái việc cổ công khai như vậy á, là chính quyền người ta sẽ vào cuộc đó các bạn. Mà khi vào cuộc rồi các bạn hiểu chuyện gì xảy ra mà, đúng không? Do đó là Phúc đã xem những cái bài mà gọi là anti của các bạn về cái trường hợp công khai minh bạch tài chính này, thì Phúc cảm thấy là các bạn giống như đang bạch lá tìm sâu nhiều hơn là các bạn đóng góp ý kiến. Bởi vì Thủy Tiên, cô ấy làm những cái điều này là xuất phát từ trái tim thiện nguyện. Rồi nói tới trái tim thiện nguyện nè, có nhiều bạn á là viết bài rất là dài nói rằng đó là cô ấy là dùng chiêu trò truyền thông, không có trái tim thiện nguyện. Nhưng mà tôi hỏi các bạn nè, từ rất lâu rồi Thủy Tiên làm việc thiện nguyện, chứ không phải là đến thời điểm hiện tại lũ lụt nhảy vô cô ấy mới nhảy vô làm cô tiên để mà cứu trợ. Đâu có đâu các bạn, đúng không? Nhắc tới cái câu chuyện là cô ấy có sử dụng chiêu trò truyền thông hay không, thì tôi muốn nói cho các bạn những cái được và cái mất của cô Thủy Tiên trước. Thì các bạn cứ suy nghĩ đi, bây giờ Thủy Tiên làm được cái hành trình thiện nguyện như vậy, có phải là người dân đồng bào cả nước đều ủng hộ cô ấy không? Sự nổi tiếng của cô ấy càng ngày càng tăng cao, các nhãn hàng lần lượt tin tưởng vào cái gương mặt đại diện này và sẽ nhờ cô ấy đóng những cái quảng cáo. Rồi, cái mất của cô ấy là gì? Cô ấy mất sức, mất công, mất thời gian và mất tiền bạc, phải trì hoãn đi những kế hoạch của mình, phải ảnh hưởng đến những cái nhan sắc của mình. Đối với một người nghệ sĩ, nhan sắc là một trong những điều rất là quan trọng, nhưng mà cô ấy vẫn dấn thân vào vùng tâm bão, lội nước, thậm chí là trao những phần quà tận tay cho những người dân. Thì tôi hỏi thử các bạn đi, có ai làm được cái điều đó hơn cô ấy không? Nói tới đây thì các bạn sẽ nói là vẫn là một cái chiêu bài cũ, là có ai làm được như cô ấy không? Nếu không làm được thì im đi, đừng nói nữa. Nhưng mà sự thật các bạn ạ, cái nào ra cái đó. Tôi không phải là fan Thủy Tiên, nhưng mà tôi phải nói rõ một điều rằng là hành động nào đúng thì chúng ta cần phải tuyên dương, hành động nào sai thì chúng ta cần phải lên án. Nhưng chúng ta lên án thì chúng ta phải xem là chúng ta có cái quyền để lên án hay không, và có bằng chứng cụ thể hay không. Chứ mà các bạn không thể nào ép một cái người có trái tim thiện nguyện để làm cái theo cái ý của bạn được. Cả nước Việt Nam có hơn 90 triệu dân, thì chẳng lẽ bây giờ Thủy Tiên phải nghe từng lời của từng người sao các bạn, đúng không? Và bên cạnh đó, các bạn ủy thác cho Thủy Tiên, các bạn có trả tiền công cho cô ấy hay không? Không hề có trả tiền công. Vậy thì các bạn yêu cầu gì? Mà tôi cũng rất là thắc mắc là trong số những các bạn anti-fan Thủy Tiên á, thì có những bạn anti-fan đã tấn công các nhãn hàng Thủy Tiên bằng cách là inbox cho các nhãn hàng, nói là như thế này như thế kia, ví dụ như cái hình trên đây. Nhiều bạn sẽ nói là đây không phải là tấn công, nhưng đây không phải là tấn công vậy chứ là hành vi gì các bạn? Nếu các bạn anti hay ghét một người thì ok, điều đó là hoàn toàn hợp lý. Bởi vì không ai có quyền ngăn cấm các bạn là yêu thích hay ghét ai cả. Và các bạn hoàn toàn có thể thể hiện được cái quyền là các bạn thích cô này, ghét cô kia, hoặc là ghét anh này hay thích anh kia, đó là quyền của các bạn. Nhưng việc các bạn mà vì sự yêu ghét của mình mà có những cái hành động tấn công các nhãn hàng, làm thiệt hại đến những người khác, thì lúc đó nó là vượt quá cái phạm vi cho phép của cái sự yêu ghét rồi các bạn ạ. Đó không phải là sự yêu ghét thông thường nữa, mà đó là sự yêu sách. Đó là những yêu sách, đó là cái cách mà các bạn đang gây sức ép lên cho những nhãn hàng. Và nếu như trong trường hợp những cái nhãn hàng này người ta vì cái hành động của bạn mà người ta không cho Thủy Tiên quảng cáo nữa, không ký hợp đồng quảng cáo với Thủy Tiên nữa, thì những hợp đồng quảng cáo đó Thủy Tiên bị mất, bị thiệt hại, thì các bạn nghĩ ai là người chịu trách nhiệm? Nhãn hàng à? Thủy Tiên à? Hay là do các bạn? Nếu như các bạn không tin, các bạn có thể dở cái bộ luật dân sự năm 2015 ra, trong đó có quy định về cái điều kiện bồi thường thiệt hại đó. Các bạn mở ra đi, các bạn đọc cho kỹ cái điều khoản đó rồi quay lại trả lời tôi có câu hỏi này. Với tôi là chúng ta ai cũng có quyền được yêu thích hoặc là thể hiện là mình ghét người khác. Nhưng mà chúng ta thể hiện yêu thích ghét như thế nào, nó phù hợp, nó có giới hạn. Bởi vì những cái hành động yêu ghét mà được chuyển thành yêu sách, nó có một cái ranh giới, và cái ranh giới này á, nó rất là mỏng manh các bạn ạ. Và nếu như mà các bạn lỡ bước qua những yêu sách á, mà các bạn gây thiệt hại cho người khác á, thì lúc này các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. Mà các bạn nhớ không,
năm 2020 mình nó có ban hành một cái nghị định số 15 năm 2020. Trong cái nghị định này có cái điều 101 nó quy định về các trường hợp là vi phạm các quy định về mạng xã hội, và trong đó có hành vi mà các bạn cố ý làm sai lệch thông tin hoặc là lan truyền những thông tin không đúng sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của người khác thì các bạn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Và bên cạnh đó, nếu như cái hành vi của các bạn nó đủ cấu thành cái tội phạm tội vu khống thì các bạn vẫn có thể chịu trách nhiệm đối với cái hành vi này, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Và đối với những hành vi này thì các bạn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và cái mức xử lý của nó rất là cao các bạn, vô cùng nặng. Rồi giờ Phúc muốn hỏi các bạn tiếp nè, tại sao Phan Anh, tại sao Thủy Tiên khi mở cái tài khoản công bố rằng sẽ nhận số tiền từ Mạnh Thường Quân để đi làm từ thiện thì các bạn lại đòi hỏi là cô này phải sao kê đi, anh kia phải sao kê đi, anh phải sao kê đúng chủ kế toán, phải sao kê từng ly từng tí. Nhưng có bao giờ các bạn tự hỏi rằng, có bao giờ các bạn tự yêu cầu rằng, hoặc là có bao giờ các bạn đòi, có bao giờ các bạn đòi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng đài Viettel, thậm chí là các trưởng thôn của các bạn, ủy ban dân mỗi lần tới lũ lụt đều kêu gọi là người dân ủng hộ đồng bào này, ủng hộ đồng bào kia số tiền. Nhưng các bạn không hề thấy là số tiền đó nó đi đâu, đúng không? Tại sao các bạn không yêu cầu đi? Trong khi Thủy Tiên cũng nhận tiền quyên góp từ thiện và cũng đã minh bạch, cũng đã dấn thân, cũng đã trao tiền cho những người dân và live stream cho mọi người xem. Những cái tổ chức khác thì người ta đâu có live stream đâu các bạn. Vậy tại sao các bạn không thử đặt một cái câu hỏi đó đi? Mà các bạn chỉ đang dồn sức đặt câu hỏi vào một cá nhân, là một cô ca sĩ, là một anh MC, hay là vì các bạn nghĩ rằng cô ấy là một ca sĩ, cô ấy không thể nào chống lại được đối với cái số lượng anti fan của các bạn, hay chống lại những cái quan điểm của các bạn, cho nên các bạn tấn công cô ấy mà các bạn không tấn công những cái tổ chức bên đây. Thật ra với quan điểm của tôi á, khi mà các bạn đã gửi tiền để cho người ta làm từ thiện á, thì các bạn phải tin tưởng người ta thì các bạn mới gửi tiền cho người ta, đúng không? Khi mà các bạn gửi tiền, có phải là các bạn mong muốn số tiền đó nó sẽ được trao đến tận nơi, tận địa phương, tận những cái người mà bạn muốn người đó nhận được cái khoản tiền của bạn không? Thì Thủy Tiên đã làm được cái điều đó, MC Văn Anh cũng đã làm được cái điều đó, và nhà nước của mình cũng làm được cái điều đó. Nhà nước của chúng ta không thể nào cứ hở làm cái gì đó là live stream cho các bạn xem, làm sao được các bạn? Như vậy thì chẳng khác nào như những cá nhân bình thường rồi. Nhà nước người ta làm đúng là không có công khai cho mọi người ra, và người ta làm trong một cách âm thầm lặng lẽ, không thể nào live stream công khai cho các bạn được, đúng không? Và Thủy Tiên đã làm được hết sức của mình là livestream công khai cho các bạn rồi thì các bạn còn đòi hỏi cái gì nữa? Nhà nước mình bao việc các bạn, không chỉ đơn giản là việc cứu trợ đồng bào miền Trung đâu, còn phải lo chính sách an sinh xã hội, còn cầu đường xá cầu cống nữa, biết bao nhiêu khoản tiền để chi. Và số tiền của người dân đóng góp có thể đối với một cái người đó là lớn, nhưng mà khi phân phát ra nó thì rất là nhỏ các bạn, một người nhận được có bao nhiêu đâu, đúng không? Tới đây thì các bạn sẽ đặt một câu hỏi là tại sao một cá nhân như Thủy Tiên lại yêu cầu quyên góp được một con số tiền đó mà nhà nước yêu cầu một số tiền quyên góp thì nó lại ít hơn? Nhà nước có công khai không? Nhà nước công khai đâu mà các bạn biết được điều đó? Tại sao các bạn lại có một sự so sánh như vậy được? Thủy Tiên là Thủy Tiên, nhà nước là nhà nước. Nhà nước người ta có chức năng, có cái quyền hạn và có nhiệm vụ riêng. Còn Thủy Tiên, một cá nhân có trái tim thiện nguyện nó riêng, MC Phan Anh nó riêng, không thể nào chúng ta đặt lên bàn cân so sánh được. Nhưng mà sở dĩ mà một cá nhân kêu gọi được một cái số tiền lớn như vậy, nó chủ yếu nó xuất phát từ hai chữ thôi, đó là niềm tin. Mà để có niềm tin thì các bạn phải công khai minh bạch, đúng không? Và để mới công khai minh bạch thì các bạn phải chịu khó liệt kê các khoản thu chi của mình ra và công bố cho mọi người biết. Và Thủy Tiên để tránh được những cái gièm pha dư luận này thì cô cũng phải gọi là có cái hành vi là công khai. Cái việc công khai minh bạch này á, nó không phải là để cho vừa lòng anti-fan đâu, mà nó để chứng minh được một điều á, là Thủy Tiên không vụ lợi. Thứ hai là để cho những người gửi tiền cho Thủy Tiên á, là người ta cũng tin tưởng rằng là người ta đã gửi đúng chỗ. Thật ra thì trước khi có video này là Phúc đã có hàng loạt những cái bài phân tích pháp lý liên quan đến cái vụ việc này rồi, và nó được đăng tải trên cái fanpage cũng như là cái hội group của mình, thì các bạn có thể vào trong đó để mà các bạn xem. Sở dĩ mà hôm nay mình làm video này là bởi vì hơi bức xúc một tí xíu, hơi bức xúc ở chỗ là tại sao mà có được những cái thành phần mà lại yêu cầu Thủy Tiên phải làm điều này làm thế kia, nhưng mà các bạn lại ẩn danh, các bạn lại không xuất hiện ra. Thật ra thì mình thể hiện quan điểm của mình là một điều hết sức là tự hào, các bạn không có gì hết trơn á. Các bạn có quyền tự do ngôn luận, các bạn có quyền được thể hiện yêu ghét một người. Nhưng vì các bạn dùng một cái ẩn danh để đi tố cáo một người khác mà không có bằng chứng, chứng cứ hợp lệ thì lúc này là hành vi trái pháp luật rồi. Nếu các bạn dùng nick ẩn danh á thì không ai cấm các bạn hết trơn á. Nhưng các bạn nói thì các bạn phải có sách, bắt có chứng, có bằng chứng cụ thể, và các bạn không tin thì các bạn cứ đệ đơn kiện đi. Đệ đơn kiện đi là xong, không cần phải tấn công người ta làm gì đâu. Như vậy là sau cùng, thông qua video này Phúc muốn nói một điều rằng là chúng ta bớt khắt khe lại đi.
chúng ta bớt khắt khe lại việc là người này, phải làm như thế kia, giống như ý của chúng ta đi. Bởi vì càng làm như vậy thì sau này sẽ còn ai tình nguyện đi làm từ thiện nữa, tình nguyện dấn thân làm từ thiện nữa các bạn. Và nếu các bạn sợ rằng á, số tiền của các bạn đến không đúng nơi, không đúng chỗ á, thì các bạn cứ đi theo những người nhận cái khoản tiền ủy thác của các bạn đi. Đi theo họ coi họ làm cái gì. Thì lúc đó chắc chắn rằng các bạn sẽ tin tưởng. Đừng bao giờ ngồi ở nhà cào cái bàn phím, cào nát cái bàn phím để tố một cái người mà các bạn không có bằng chứng, chứng cứ, chứng minh. Thông qua video này hy vọng là các bạn sẽ hiểu hơn về cái câu chuyện thiện nguyện. Và nếu các bạn cảm thấy đồng ý quan điểm của mình thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn nếu các bạn cảm thấy là không hay hoặc là có những ý kiến phản biện là các bạn có thể comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng thảo luận. Cảm ơn các bạn, xin chào các bạn.